Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là... Thì video hôm nay sẽ là video Shopee haul đầu tiên của mình. I have a fucking moment. Thì với một đứa nghiện mua Shopee như mình phải nói là mình mua rất là nhiều luôn á. Kiểu như mình vung tiền vào Shopee á, các bạn hiểu không? Thì dạo gần đây chắc chắn là các bạn cũng đã nghe qua một cái ứng dụng hoàn tiền khi mà mua sắm online á. Thì đó chính là cái app Shopback. Thì Shopback là một ứng dụng giúp các bạn hoàn tiền khi mà đặt hàng online trên cái trang như là Shopee, Lazada, Sen Đỏ v.v. Thì hiện tại Shopback đã có mặt tại 9 nước châu Á, Thái Bình Dương. Thì tiền mà ứng dụng Shopback này hoàn lại nó hoàn toàn là tiền thật và các bạn có thể rút từ ngân hàng của mình á. Tất cả những sản phẩm trong video haul ngày hôm nay thì mình đều mua sắm thông qua app Shopback. Thì cách sử dụng app Shopback này nó rất là dễ. Trước tiên là các bạn sẽ tải app Shopback ở trên App Store về. Thì mình sẽ để cái link tải ứng dụng ở bên dưới description box. Nếu như mà các bạn tải vào cái link mà mình cung cấp thì các bạn sẽ được tặng thêm 30.000 nữa. Ok, thì hiện tại mình đã tải về. Bây giờ chúng ta sẽ vào app Shopback. Thì ở trong đây nó sẽ có rất là nhiều cái trang thương mại điện tử mà các bạn có thể chọn. Các bạn vào tìm kiếm, nó sẽ hiện ra chỗ xu hướng này. Mình chỉ quen mua ở Shopee thôi cho nên là bây giờ mình sẽ vào Shopee. Ok, và bây giờ nó sẽ mình bấm vào mua ngay. App sẽ chuyển các bạn hẳn qua bên Shopee và chúng ta sẽ mua sắm như bình thường. Thì các bạn sẽ được hoàn tiền lên đến 25% tùy đối tác. Và sau đó chúng ta sẽ nhận được thông báo hoàn tiền trong vòng 48 giờ. Thì cái số tiền này nó sẽ nằm ở cái trạng thái chờ xác nhận. Sau khoảng 45-90 ngày thì cái số tiền chờ xác nhận này nó sẽ chuyển sang trạng thái là xác nhận. Thì khi tài khoản Shopback của các bạn đạt đủ trên 50.000 thì các bạn sẽ được rút về tài khoản ngân hàng của mình. Vậy là xong, các bạn sẽ được hoàn tiền. Thì hiện tại Shopback đang có một cái lễ hội mua sắm lớn vào cuối năm là Shopfest. Thì sắp tới từ ngày 9 cho tới ngày 11 tháng 11, các bạn hãy vào app Shopback để tận hưởng deal mua hàng đồng giá từ 11.000. Và đặc biệt là vào ngày 11 tháng 11, Shopback nhận hoàn tiền 100% trong 3 khung giờ duy nhất dưới đây. Từ các thương hiệu Lazada, Shopee, Tiki, Watson. Và các bạn đừng quên là tải app Shopback bằng cái link ở bên dưới mà mình để ở dưới description box. Thì khi mà các bạn tải bằng cái link đó thì các bạn sẽ được tặng thêm 30.000 nữa. Và các bạn hãy nhớ là luôn luôn vào app Shopback trước khi mua sắm online để tiết kiệm tiền nè và được hoàn tiền thật nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của video. Thì mình cũng đã tính là sẽ unbox những cái túi đồ, nhưng mà khi mà người ta giao tới thì mình phải mở ra để mình kiểm tra trước. Xong rồi bây giờ mình lười bỏ vô lại quá cho nên là mình sẽ lôi nó ra luôn. Thì hôm nay mình mua hình như là 10 áo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến áo đầu tiên. Cái áo đầu tiên sẽ là một cái áo crop top loang màu xanh và trắng. Thì áo này cái hình ảnh mà shop đăng á là cái chất vải là vải thun gân, nhưng mà khi mà mình nhận hàng thì nó không phải là chất vải thun gân mà nó kiểu như vải thun mà vải thun lạnh, mình cũng không biết nữa, mình cũng không biết nó là vải gì nữa. Nói chung là nó không phải là vải thun gân giống như trên hình á. Thì nó hơi treo đồ dê bán thịt chó một xíu. Thì khi mình mặc cũng khá là xinh, form cũng rộng rãi thoải mái. Thì mình cũng thích cái sự rộng rãi thoải mái cho nên là mình cũng không có phàn nàn gì nhiều. Thì cái áo này mình mua với giá là 98.000. Thì giờ mặc vải này nó tuy hơi mỏng một xíu nhưng mà nó cũng mát. Nhưng mà với cái giá 98.000 thì cũng không mong chờ gì nhiều. Ok, chúng ta đến với cái áo tiếp theo. Thì đây sẽ là một cái áo, nó cũng là một cái áo màu xanh. Mình không biết dọn gần đây, mình khá là thích màu xanh đó. Đây sẽ là cái áo crop top tay dài. Thì cái áo này mình mua ở shop tên là One Hit Shop. Tại vì kiểu mình thích đồ mà nó thoải mái. Thì khi mà mặc cái áo này mình cảm thấy là nó hơi dày. Tại vì nó dày quá cho nên là cái form áo nó sẽ hơi bị cứng một xíu. Nếu như mà các bạn cử động nhiều thì nó sẽ kiểu như nó sẽ bị xô lệch áo. Thì khi mà mặc nó không có thoải mái lắm. Vải của nó hơi dày cho nên là mặc sẽ hơi nóng. Thì mình chỉ mua với giá 55.000 thôi. Thì với cái giá đó cũng không có mong đợi gì nhiều, các bạn hiểu không? Tiếp theo cũng là một em áo nhuộm loang màu và nó vẫn là màu xanh. Đây, em này đúng là vải thun gân. Em này nói chung là em này giống như hình này. Thì cái này mình mua với giá là
Thì cái áo này mình mua với giá là 113.000. Mình cảm thấy khá là thích em này, ngoại trừ cái phần dây cổ. Tại vì cái dây này nó không cột lại được mà nó cứ thả lỏng lẻo vậy, mồ hồ nó tuột ra mất, xong nó mất cái dây luôn, các bạn hiểu không? Thì mình cho em này 10 điểm. Tại vì rẻ nè, mặc đẹp nè, vải của nó thì mỏng nhẹ thoải mái. Nói chung là em này ok. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó tuột xuống không? Nói chung là em này ok, xinh xắn, ngoại trừ cái phần dây nó hơi tào lao một xíu. Nhưng mà cái áo tiếp theo mình cũng mua ở cái shop Orange này luôn. Thì em này khi mà mình đặt mua mình không có trông mong gì nhiều á. Kiểu như mình nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ tào lao thôi, mày hiểu không? Nhưng mà nó lại khá là xinh khi mà mặc lên. Đây, girl. Thì cái em này cũng khá là ok, ngoài trừ cái phần lông này nó hơi không đều và không được dày dặn cho lắm. Nhưng mà mặc lên thì nó vẫn khá là xinh. Thì ở đằng sau nó sẽ trơn như thế này, chứ ở đằng sau không có lông. Thì em này cái điểm trừ của nó nằm hết ở cái phần lông luôn. Là lông nó thứ nhất là không đều nè, và thứ hai là mỏng nè, và thứ ba là nó còn rụng nữa, đã mỏng còn rụng nữa. Nó cứ bay lông ra đây nè, đó, đó. Nhưng mà mặc lên thì khá là dễ thương. Mặc dù là mình sẽ không bao giờ mặc những cái loại áo như thế này đi ra đường đâu. Thường thì đi ra đường mình chỉ có như vậy thôi, chứ mình không có áo hai dây như vậy được, mình không có quen á. Thì những cái áo gì thì mình dùng để quay vlog hoặc là cho những video make up thì khá là ok, khá là dễ thương. Dễ thương á. Thì em này mình mua với giá là 67.000. Mà mình nghĩ cái áo này thì mình nên giặt tay á, chứ nếu như bỏ mới giặt thì còn đâu mà lông của người ta nữa. Thì tiếp theo là cái em này. Thì áo này mình mua với giá là 145.000. Thì nó cũng tầm trung, chứ mình không thấy nó rẻ. Mình thấy vậy đó. Thì cái phần bo thun, cái phần bo thun này nè, nó rất là chắc chắn. Cái bo ở tay cũng rất là chắc chắn luôn. Chỉ có một phần duy nhất á mà mình không thích là cái bo, cái phần cột dây ở bụng nè. Mình cực kỳ không thích nó luôn. Tại vì nó cứ tuột ra, xong mình cột vô, xong mình lại phải nhét vô trong để cho nó không bị lộ. Còn nếu như mình lật nó ra ở đằng sau á, cột dây ra đằng sau và đưa cái mặt này ra đằng trước á, thì cái chỗ này nè, đó cái lằn mai này nè, thì cái này nó sẽ bị cấn và nó rất là ngứa. Cái điểm trừ tiếp theo là cái vải này sẽ hơi ngứa một xíu, kiểu như tại vì cái loại vải này nó sẽ làm cho mình ngứa ngứa. Nhưng mà em này khá là xinh, mặt em này rất là xinh, cho nên là tạm ổn. Ở cái shop này mình còn mua thêm một áo nữa. Áo này khá là hài. Đây, thì cái em này mình mua cùng shop với cái em áo đen hồi nãy luôn. Kiểu như nó cũng cái kiểu đó đó. Nhưng mà cái vải của em này thì mình thấy là nó khá là dễ thương, bánh bèo. Và cái áo này là cái áo mà mình trông chờ nhất, nhưng mà nó lại làm mình thất vọng nhất. Thì cái phần bo ở thân á, nó sẽ hơi chật một xíu khi mà mặc vào. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì mình ốm cho nên là cái nó không có thành vấn đề gì hết. Cái phần tay thì cực kỳ đẹp luôn, mình cực kỳ ưng luôn. Chỉ có một điều duy nhất là cái phần ngực. Thì cái phần ngực mình sẽ để cho các bạn xem là nó sẽ bị như vậy ở bên đây. Mình không biết là tại sao nó bị như vậy nữa. Mình nghĩ là thừa vải quá hoặc là may lỗi. Thì mình có nhắn tin cho shop để hỏi. Shop nghĩ là vấn đề là do ngực mình lép. Cho nên là nó sẽ không căng ra được. Nhưng mà mình nghĩ chắc không phải đâu. Có khi tại mình lép thiệt. Nhưng không đâu, nhưng mà mình nghĩ nếu như mà cái phần ngực á, nó may nhô lên như vậy thì nếu mà ngực căng ra thì nó cũng không thể nào nó căng theo được. Tại vì nó mình nghĩ là cái áo này bị lỗi, chứ nó không phải là tại vì mình lép không. Shop này thì cái em áo trắng này mình mua với giá là 99.000. Ok, chúng ta đi đến chiếc áo tiếp theo.
Thì trong tất cả những cái mà mình nhận được thì em này là mình cảm thấy thích nhất, kiểu như nó cực kỳ đẹp so với lại cái giá của nó. Là cái em áo nhung này. Và cái điều mà mình thích ở cái áo này là cái cổ của nó vuông. Cái cổ của nó vuông đứng giống như hình luôn. Có nghĩa là nó vuông như vậy. Tại vì có nhiều shop á, cái cổ của nó không có được vuông vậy, mà nó kiểu như nó bè hai bên, hay là nó không giống như hình á. Thì mình mong muốn là khi mình nhận được áo này nó sẽ vuông thẳng như vậy, và cái miếng ngực nó sẽ ngang như vậy. Thì đúng là cái áo này nó như vậy. Và điều thứ hai mà mình thích á là cái tay của cái áo này nó dài và nó có cái độ phồng. Thì mình thấy cái áo này bận lên rất là tôn dáng, rất là đẹp. Thì cái áo này mình mua với giá là 112.000. Ok, chúng ta đi đến áo tiếp theo. Thì tiếp theo là một em áo trắng, cổ vuông luôn. Đây. Sao nó cứ chá chá nhờ, what the fuck. Thì cái áo này, cái chất vải của nó sẽ hơi mỏng một tí xíu. Nói chung là cái form áo nó rất là đẹp, nhưng mà nghĩ là các bạn nên giặt tay và đừng có để cho áo nó giãn, vì nếu áo nó giãn thì cái form nó sẽ không còn đẹp nữa. Nói chung em này rất là đẹp. Mình mua em này với giá là 79.000, rất là đáng tiền luôn. Chúng ta đi đến em áo tiếp theo là một em bánh bèo. Thì mình cũng đã từng coi nhiều video của nhiều bạn đã từng mua cái em giống như vậy á. Mình thấy bạn mặc rất là đẹp, nhưng mà mình cảm thấy em này nó khá là tèo so với mình. Không biết nữa, mình mặc vô mình cứ thấy nó chuối chuối kiểu gì á. Với lại cái màu này, mình không biết tại sao mình lại mua màu này. Nói chung là mình mặc em này nhìn nó khá là tèo, nhìn nó rất là tào lao á. Với lại khi mà các bạn rút dây, nó sẽ có một cái phần bo ngực và rút dây lại như thế này đó. Thì khi mà mặc như vậy các bạn, nó sẽ bị lồi ở giữa như vậy nè, nhìn nó cho nên là em áo này là cái em áo mà mình không thích nhất. À không, mình không thích sau cái thằng trắng thôi. Thì cái thằng trắng là mình không thích nhất. Xong rồi tới thằng này thì mình nghĩ là những bạn nào nếu mà tròn chỉnh á thì các bạn nên cân nhắc khi mà xem, khi mà mua áo này. Thì mình cảm thấy nó không có tôn dáng mình á, nó làm cho mình bị nhìn nó cứ bè sao á. Cho nên là em này mình mua ở shop daydreaming.vn. Mình mua với giá là 93.000. Mặc dù áo không có lỗi gì hết, mà mình chỉ cảm thấy là nó không hợp với mình thôi á. Và chúng ta đến với em áo cuối cùng. Đây là một em áo suốt, áo ống. Mình khá là thích em này khá là đẹp. Và vừa, hơn là mình mua đúng em này rất là vừa với ngực mình luôn. Tại vì ngực mình khá là nhỏ. Mặc dù em này mình rất là mừng, tại vì nó chỉ là cái áo ống thôi, nó chỉ có dính lên nhẹ thôi, không vừa thì nó sẽ tuột xuống. Thì em này mình mua với giá là 150.000. Mình nghĩ là cái giá này thì cũng khá là mắc. So với chỉ cái này thôi thì 150.000 nó khá là mắc. Tại vì các bạn cũng đã biết rồi là mình thích những món đồ nào ngon bổ rẻ. Và cái này không rẻ, mặc dù nó ngon. Mình thì ngực 83 và mình mua em này size M là vừa luôn. Ồ đúng không, cái đó tăng nhiều vậy. Nói chung là em này mình thấy khá là ok. Thì khi mà mình mua tất cả tổng cộng những cái em áo này thì mình tốn khoảng 10 áo thì mình tốn khoảng bao nhiêu, thì mình sẽ để số tiền bên đây. Một xíu nữa mình sẽ cộng lại, bây giờ mình không biết, mình lười phải suy nghĩ, cho nên là mình sẽ để tổng tiền ở đây. Đó là số tiền mà mình đã bỏ ra cho cái video haul này. Thì ngoài ra mình còn được hoàn thêm 50.000 khi mà sử dụng shop bag nữa. Thì ok, vậy là mình đã hoàn thành xong video này. Hy vọng là các bạn yêu thích video lần này. Thì nếu mà các bạn muốn mình thực hiện video haul phong cách nào hay là sản phẩm nào thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết với nha. Đừng quên like video và subscribe channel của mình để xem thêm nhiều video mới nha. Bye bye.